Dạ, thưa Mạnh Thường Quân, hôm nay là ngày 30/4/2003, tôi tên Kim Anh, là mất thương nhìn cuộc đời của tỉnh Bình Thuận. Tôi về đây để trao quà cho chị Thị Lựu, chị bị tật, đó cái chân tật đó, đi không được, rồi đi rồi phải chống nạn, không làm ăn gì được mà neo đơn. Cái nhà này là nhà tình thương, nhà ở chương trình của chủ đó, cái nhà đó là nhà tình thương. Chị có nhà ở thì hôm nay mình đến mình trao quà cho chị. Chị bị tật này là bao lâu rồi? Từ nhỏ sinh ra luôn hả? Vậy mà sống tội nghiệp vậy chứ ha. Vậy rồi mình làm gì sống? À, chị cứ nhờ Mạnh Thường Quân cho để ăn thôi phải không? Không có bà con, không có gì hết. Mẹ sinh ra thì mẹ đã mất rồi nữa. Thì đây thì hôm nay là có Mạnh Thường Quân của bên Canada gửi quà về tặng mình. Giúp con trẻ, giúp nhà, mấy người nông quân á, giúp đỡ vậy hả? Vậy rồi, vậy thôi chị ha.